Là phụ nữ thì ai cũng muốn sở hữu một khuôn mặt đẹp và một thân hình quyến rũ với các số đo chuẩn. Tuy nhiên, việc thực hiện thiên chức làm mẹ thì đã khiến nhan sắc của các chị em bị ảnh hưởng. Do đó mà một người mẹ, người Hàn Quốc đã tham gia một sân chơi để được phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra khi mà sau ca phẫu thuật thì cậu con trai út của cô đã khóc thét bởi không nhận ra được mẹ mình. Sau khi sinh ba đứa con và nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, chị Park Hwa Sung đã rất tự ti vì số đo vòng 1 bị giảm rất nhiều. Điều đó khiến chị mất tự tin về ngoại hình của mình. Để thay đổi thì chị đã tham gia chương trình truyền hình có tên là Let Me In để được phẫu thuật nâng ngực, giúp chị lấy lại sự tự tin như mong muốn. Bên cạnh đó thì bác sĩ cũng tiến hành gọt xương hàm, gọt khung gò má và phẫu thuật đẩy xương hàm thêm cho chị Park. Cả phẫu thuật đã giúp cho chị Park trông trẻ hơn, xinh đẹp hơn và thậm chí là gần như đã biến thành một người khác. Điều đáng nói là sau khi gặp lại gia đình trên sân khấu của chương trình thì cậu con trai út của chị đã không thể nhận ra mẹ, và chỉ khi chị cất tiếng gọi thì cậu bé mới nhận ra mẹ của mình qua giọng nói. Chị Park cũng xúc động và khóc trên sân khấu khi gặp chồng và ba cậu con trai.